Bây giờ anh sẽ cùng các bạn list ra những API mà chúng ta sẽ làm thì bám vào cái database chúng ta đã thiết kế thôi. Đây, anh muốn cùng các bạn build ra để cho liệt kê ra để chúng ta bám vào để chúng ta xây dựng thôi. GraphQL cái này nó là cũng là một dạng API, nhưng mà cái này nó khác hoàn toàn nhé. Cái này nó là cả một cái nền tảng khác để chúng ta viết đấy. Như là nếu các bạn bạn nào làm việc với Facebook API rồi ấy, thì thằng Facebook nó đang viết theo kiểu Graph. Đây. Thì chúng ta cùng nhau liệt kê ra những cái module mà chúng ta sẽ làm. Đầu tiên chúng ta sẽ có API cho user đúng không? User management, quản lý user đó. User management. Đó, thì chúng ta sẽ có những API nào. Thì anh sẽ cùng các bạn thống nhất về cái format API. Format API. Thì đối với những API là grid, anh viết chung chung nhé. Với những cái là grid thì chúng ta sẽ trả về dạng data như thế này. Nó sẽ bao gồm status này. Đó. Trường hợp là success. Đây. Đối với grid trường hợp là success này. Thì nó sẽ bao gồm status như thế này. Ok chưa các bạn? Và nó sẽ có một cái code, nó sẽ là HTTP code. HTTP code là cái gì thì chúng ta sẽ define sau. Và cuối cùng nó sẽ trả về cái data mà chúng ta vừa create. Đó, thì nó là một cái data. Chúng ta thống nhất format như thế này. Còn trường hợp create mà fail, trường hợp create mà fail thì sao? Thì chắc chắn rồi, nó vẫn trả về cho chúng ta một cái lỗi như thế này, nhưng sẽ không có data, mà thay vào đây sẽ là message. Message lỗi. Được chưa các bạn? Đó. Đối với update cũng tương tự. Create và update thì format tương tự. Đây là cấu trúc chung nhé. Còn đối với phần list thì sao? Những phần liên quan đến danh sách thì chúng ta xử lý nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ trả về như thế này. Cũng có status. Được chưa các bạn? Cũng có code và data. Chúng ta luôn luôn có một cái key là data trả về nhé. Đó. Thì đối với từng lead, lead user một khác, mà lead product một khác. Được chưa các bạn? Rồi, đối với phần sâu chi tiết thì sao? Detail đó. Sâu thì nó cũng tương tự như vậy. Nhưng mà data nó không phải là mảng nữa, mà data này nó sẽ là một cái object, cái đối tượng mà chúng ta vừa lấy về như thế này. Đó, được chưa? Thì chúng ta thống nhất với nhau cái format này. Anh sẽ để đây là bài bao nhiêu rồi, 12. Đó, được chưa? Và lúc này anh sẽ làm như sau. Anh sẽ lưu nó lại. Thì các bạn sẽ thấy là đối với user chúng ta sẽ có API như thế nào. Đây. Thì chúng ta viết cái này thì sau này chúng ta bám vào nó cũng dễ. Đối với user thì chúng ta sẽ có create này. Thì đường dẫn nó sẽ là như thế này. V1
API V1 user kiểu là post như thế này. Đó, được chưa các bạn? Data truyền lên thì chúng ta sẽ có thông tin như thế nào? Thì đối với data mà chúng ta truyền lên chúng ta sẽ có name này. Chúng ta có email này. Chúng ta có phone này. Chúng ta có address này. Có gender. Đó, được chưa? Và chúng ta có cái gì? Chúng ta sẽ có phần passwords. Được chưa các bạn? Đây là API grid. Update thì sao? Chúng ta build đúng theo cái thằng REST Visual API thì là ok nhất. Thì đây nó sẽ là ID. Đó. Ok chưa? Rồi. Thì bây giờ anh sẽ cùng các bạn đi xây dựng từng cái một đã. Sau đó làm đến API nào thì chúng ta cập nhật nó vào đây để chúng ta nắm được. Ok chưa các bạn? Thì các bạn cài cho anh cái công cụ này lên. Postman hình như anh chưa cài. À đây rồi. Các bạn cài cái Postman lên để chúng ta test. Anh có phần Postman ở đây. Đó. Ok, lúc này anh sẽ mở terminal lên này. Chúng ta sẽ có thư mục cho phần API. Có. Chúng ta sẽ viết, à cái này chắc là anh sẽ phải quy định luôn. Từ từ. Anh sẽ phải quy định luôn nhé, không là đến khi nhầm hết. Ở dưới này chúng ta sẽ có phần product này. Category management. Sau này viết cụ thể đi. Anh sẽ viết chi tiết cái API vào sau. Category management. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái gì? Product management. Rồi chúng ta sẽ có phần order, quản lý đơn hàng ấy. Đó. Và chúng ta sẽ có một cái phần gọi là liên quan đến cái gì nhỉ? Rồi tạm thời như thế này đi. Tạm thời như thế này đã. Shipping. Ở ngoài kia nó có thông tin shipping. Đó. Được chưa? Anh sẽ lưu vào. Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta làm việc với API, khi mà chúng ta làm với API, nếu mà phân quyền thì chúng ta sẽ phải liên quan đến thằng user này. Permission. Permission. Phần quyền chúng ta sẽ để cuối cùng. Permission. Đó. Rồi, chúng ta như thế này. Thống kê thì
sau này cho các bạn làm ở màn hình dashboard, các bạn có thể thống kê chỉ là đọc ở trong database ra thôi, theo các tiêu chí như thế nào thì cái đó thì dễ thôi. Đây rồi, ok, anh sẽ cứ nốt vào đây nhé, report nhé, cho nó hoàn chỉnh cái project được chưa. Thì đây là những cái liên quan đến backend mà chúng ta sẽ làm. Thì API, đối với API thì chúng ta sẽ, anh sẽ nốt ở trên này. Đối với API thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì bạn nào vừa nhắc anh API nhỉ? Chúng ta sẽ có repository. Và chúng ta sẽ có service, service thực ra là chúng ta đã có rồi đấy. Đây, chúng ta sẽ quy định là những cái mà dùng chung cho cả project hoặc là chỉ làm việc với một bảng. Một bảng cụ thể. Thì chúng ta sẽ sử dụng repository được chưa? Còn những cái nào nó là đặc thù của từng chức năng thì sử dụng service được chưa các bạn? Và anh sẽ có thêm một vài video riêng như là phần này sẽ có export đó, download đấy. Đó, ok chưa? Rồi, chúng ta thống nhất như thế này nhé. Chúng ta sẽ thống nhất như thế này. Rồi, import luôn. Boss. Rồi. Chúng ta làm đến bây giờ thì sẽ không module hóa nữa. Mà cũng không cần phải module hóa đâu. Không cần thiết. Đây. Thì anh sẽ xóa cái mục backend này đi. Chúng ta sẽ không dùng ở đây. Chúng ta sẽ có thư mục. Chúng ta sẽ không sử dụng thư mục backend nữa. Ở trong phần resource này anh cũng sẽ bỏ những cái là backend đi vì chúng ta làm API mà. Đó. Anh sẽ tạo ra API như thế này. PHP artisan match controller. Hôm nay chúng ta chỉ đi tạo cái bay trước nha. Chúng ta sẽ tạo bay, tất cả nó nằm trong thư mục API và anh sẽ tạo ra API đầu tiên sẽ là user controller. Đó. Thêm một sản phẩm á thì ta thêm bằng view hay một editor nào khác, thêm một product. Product thì nó có nhiều thông tin mà, có ảnh sản phẩm, tên, y, giá các thứ, thì tất cả các phần giao diện thì chúng ta làm bằng view. Câu hỏi của Hậu, anh đang hiểu là ý của em muốn hỏi là cái phần content của sản phẩm mình có dùng editor hay không, đúng không? Ý của Hậu là như vậy đúng không? Anh cứ tạo ra đã. Có user rồi thì chúng ta sẽ có category.
Chúng ta sẽ có. Rồi anh hiểu ý của Hậu rồi. CK cũng được, cái gì cũng được. Chúng ta có product. Chúng ta có phần gì nữa các bạn? Chúng ta sẽ có phần order. Đó, chúng ta sẽ có phần shipping. Rồi, ok. Phần nhập hàng nó sẽ liên quan đến cả một cái bảng hóa đơn này, hóa đơn nhập, hóa đơn xuất này. Anh sợ là không đủ thời gian thôi. Anh chỉ sợ không đủ thời gian thôi. Ok này. Rồi, các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái list API như thế này. Được chưa? Và chúng ta sẽ định nghĩa router. Ta đây là cái khung sườn đã. Chúng ta sẽ có router gì? Thì chúng ta vào phần router, vào phần API. Phần web mình coi như chúng ta sẽ bỏ qua nha. Coi như tạm thời xong đây rồi đã. Đây. Phần API thì anh sẽ tạm bỏ qua cái phần này. Router của anh ở đây anh sẽ để group. Anh sẽ để của nó đầu tiên là namespace. Nó nằm ở trong thư mục API. Nó sẽ có prefix. Là V1. Được chưa các bạn? Và tất cả nó nằm trong một cái group. Trong group này, router này anh sẽ để gì xuống user đó, và chúng ta sẽ gọi đến controller là user controller. Anh chạy thử lên và chúng ta cùng phân tích một chút. Các bạn sẽ thấy chúng ta có một list router như thế này. Liên quan đến phần API này, các bạn nhìn này. Đây. Đó. Thì chúng ta dùng phần view ấy. Phần view thì chúng ta sử dụng những cái load form form thêm mới sản phẩm này, form update sản phẩm này, và form chi tiết sản phẩm. Những cái đó thì chúng ta sẽ làm gì các bạn? Chúng ta sẽ sử dụng thằng Vue.js rồi. Nên là ở đây chúng ta sẽ bỏ qua những cái này. Form của chúng ta nó chỉ có phần index, lấy ra danh sách sản phẩm, store, update và destroy thôi. Được chưa các bạn? Có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ phần show, phần create và phần edit đi. Thì chúng ta sẽ định nghĩa nó như thế này. Except có đúng không? Except cái gì? Thì chúng ta sẽ except phần create này. Except phần edit này. Và chúng ta sẽ except phần show. Đó, đây là cái mẫu để chúng ta dùng chung cho những cái khác. Anh chạy lên này. Anh chạy phần danh sách API lên. Đó, thì các bạn sẽ thấy lúc này chúng ta chỉ còn phần index user này, store update này. Đó, như vậy là hết đối với cái phần API này. Được chưa? Được chưa cả lớp? Tương tự bây giờ anh sẽ apply cho nó cho tất cả luôn. Chúng ta sẽ có category.
Đó. Thì đây sẽ là category controller. Chúng ta sẽ có gì? Product. Thì chúng ta sẽ có product. Chúng ta sẽ có phần order. Thì bên này chúng ta có order, controller tương ứng, và chúng ta sẽ có phần shipping, quản lý thông tin shipping. Thì bên này chúng ta sẽ có shipping tương ứng. Đó, các bạn cứ phân tích rồi làm những cái có thể làm trước đã. Được chưa? Đó, chúng ta chạy lên này. Rồi. Ok, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái chuẩn chung. Và đây là chuẩn REST của thằng Laravel đó. Có nghĩa là chúng ta dùng đúng theo cái resource này. Default nó sẽ theo cái chuẩn chuẩn REST của nó. Được chưa các bạn? Đó. Bây giờ anh sẽ vào đây, anh sẽ tạo ra một cái repository ở trong phần app này. Trong app này anh sẽ có một thư mục là repository như thế này. Khoa hỏi đi. Các bạn có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào mà nếu mà cảm thấy không hiểu nhé. Chờ chút anh đeo tai nghe. Ừ, rồi ok. Phần resource. Mình muốn thêm API thì mình lại định nghĩa thêm ở đây thôi. Tức là các bạn định nghĩa router như thông thường thôi. Trong thực tế thì chúng ta phải định nghĩa thêm API là cái chuyện mà nó diễn ra hàng ngày luôn. Bởi vì sao thằng Laravel này nó đưa ra một cái chuẩn như này, nó giống như là nó may một cái áo dùng chung cho tất cả mọi người thì không phải ai cũng mặc vừa, chắc chắn chúng ta sẽ đều phải sửa nó. Tuy nhiên nó sẽ đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm đấy, ví dụ như project này của chúng ta nó nhỏ thì nó sẽ đáp ứng được. Đúng rồi, mình thiếu cái nào thì mình định nghĩa thêm vào thôi, và mình thêm method vào trong. Ví dụ như sau này các bạn làm phần dashboard nhé, phần báo cáo, chắc chắn các bạn không thể dùng resource ở đây nữa. Ví dụ nhá, anh lấy ví dụ nhá, dashboard đi là cái dễ hiểu nhất. Anh thêm một cái controller là dashboard. Sau này các bạn có phần báo cáo, thì ở phần báo cáo các bạn có rất nhiều thứ. Ở phần controller báo cáo này các bạn có rất nhiều thứ. Thì dashboard thì làm gì có store đúng không? Làm gì có update? Đó, ví dụ như vậy. Ví dụ anh ở đây anh có API để lấy ra những đơn hàng mới nhất chẳng hạn, thì anh sẽ phải định nghĩa như thế này thôi. Function order new ít như thế này chẳng hạn. Đó, thì trên màn hình các bạn sẽ phải gọi đến cái API này để lấy ra đơn hàng mới nhất, hoặc là anh sẽ lấy ra cái gì, lấy ra năm sản phẩm mới nhất mà vừa được thêm vào. Năm sản phẩm mới nhất thì sẽ là product new ít như thế này. Đó, năm sản phẩm mới nhất đã được thêm vào. Đấy, order mới nhất, hay là lấy ra năm sản phẩm bán chạy nhất, public những sản phẩm bán chạy nhất. Function ví dụ như là product seller, best seller. Đó, giả sử như vậy thì chắc chắn là lúc này các bạn sẽ phải định nghĩa cho thằng router này như bình thường thôi, giống như chúng ta làm ở phần router ấy. Đây, giống như chúng ta làm ở phần front end rồi, các bạn đừng nghĩ nó phức tạp là được. Đây, anh sẽ định nghĩa ra một cái router là
Ví dụ như anh để là guest, ví dụ như là anh sẽ để với một cái prefix là report đi. Đó, một cái router là report. Anh sẽ để group với một cái prefix là report. Đó, anh group nó lại function. Thì chúng ta sẽ có cái gì? Ở đây chúng ta sẽ có ví dụ như là chúng ta sẽ có router get lấy ra sản phẩm mới nhất hoặc là lấy ra đơn hàng mới nhất. Order new ít như thế này chẳng hạn. Đó, được chưa? Và chúng ta sẽ gọi đến dashboard. Controller như thế này và gọi đến method nào đó thì không tránh được đâu, chắc chắn là các bạn sẽ thấy không tránh được. Các bạn lên GitHub, các bạn tìm một vài project của Laravel, các bạn đọc, các bạn sẽ thấy họ sẽ phải định nghĩa lại rất nhiều. Đó, anh giả sử như vậy, lấy ra order mới nhất này, hoặc là lấy ra sản phẩm bán chạy nhất, hoặc là những sản phẩm vừa được thêm mới gần đây nhất. Cái router này là do chúng ta đặt tên thôi. Đó, nó sẽ như vậy, được chưa hợp? Nó không có gì khác cả. Rồi, anh sẽ nói về cái repository. Thế như anh định nghĩa những cái mà đây là chúng ta thống nhất với nhau thôi. Thực tế đi làm ấy, thì cũng rất nhiều dự án nó cứ bị lẫn lộn giữa thằng container với repository mà không phân biệt rõ được nó. Thực tế nhé, đấy là cái thực tế mà anh đang gặp ấy. Vẫn trong team vẫn cứ đôi khi vẫn cứ phải có một cái buổi để thống nhất với mọi người là à thằng này khi nào thì định nghĩa, khi nào thì dùng. Mặc dù thằng Laravel cũng có khuyến cáo là nếu mà chúng ta dùng repository là để chúng ta chia nhỏ câu query hay là để chúng ta sử dụng khi mà query kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà trong thực tế dùng nó lại rất khác. Bởi vì sao? Cuối cùng là nó vẫn chạy được và quan trọng là các bạn biết nó vẫn tối ưu là được. Đó, thì đối với repository ở đây chúng ta sẽ quy định với nhau là những cái liên quan đến một bảng thôi hoặc là những cái dùng chung cho cả project và liên quan đến cái bảng đó thì chúng ta sẽ sử dụng repo. Còn những cái phần là gọi là business logic thì chúng ta sẽ sử dụng service, thống nhất với nhau như vậy. Thì giả sử những phần thêm sửa xóa cho từng bảng thì chúng ta sẽ dùng repository kiểu như vậy. Thì ở đây hình như trong Laravel nó cũng có hỗ trợ cho chúng ta câu lệnh để tạo repo thì phải. Repository anh xem nó có hỗ trợ tạo không. Không có. Rồi ok, chúng ta tạo bằng tay thôi. Đây, thì anh sẽ có thằng user đầu tiên đây. Tạo ra user trước đây. Đây, thì anh sẽ có là user. Chúng ta đặt như thế này, repository. Tên class là số ít. Đây, chúng ta sẽ có repository. Đó, và anh sẽ định nghĩa ra một cái namespace trước. Namespace của chúng ta nó sẽ là app repository như thế này. Được chưa bạn? Và anh sẽ có class là user repository. Đó. Ví dụ trong này chúng ta sẽ có phương thức public function save sẽ dùng chung cho cả update và create. Được chưa? Thì anh sẽ nhận vào một cái input từ bên ngoài, nó là mã. Anh sẽ viết sẵn như thế này. Sau này các bạn nhìn vào đây, các bạn có thể tự triển khai cho những phần khác như là product hay là category. Đó. Thì anh sẽ viết ở đây như thế này.
Và anh sẽ có cái gì? Anh sẽ có một cái ID truyền vào, nhưng default sẽ là null. Đó, được chưa bạn? Trong đây thì anh sẽ phải vẫn phải yêu cái module và sẽ là app user, app module user. Đây, anh sẽ thêm như thế này. Và ở đây anh sẽ từ user anh sẽ gọi đến phương thức update or create như thế này. Được chưa? Và chúng ta sẽ có hai cái tham số truyền vào. Đầu tiên các bạn xem cái bảng user của chúng ta này. Đây, thì chúng ta sẽ có ID là khóa chính đúng không? Thì chúng ta sẽ xử lý như thế này. Nếu mà ID nó bằng như thế này thì nó có nghĩa là nó sẽ update. Đó, trái lại thì chúng ta sẽ nhận các thông tin của thằng user ở trong này như thế này. Chúng ta có name này. Chúng ta có email này. Anh làm mẫu một cái là các bạn sẽ làm được hết. Email này, chúng ta sẽ có password này. Có gì nữa? Chúng ta sẽ có phone, có gender. Có gender. Rồi sẽ có address. Chúng ta sẽ có đây chỉ mấy cái này thôi, mấy thông tin cơ bản này. Thì những thông tin này chúng ta lấy được ở đâu? Chúng ta sẽ lấy được ở input cho đến, nó là một mảng, chúng ta gọi đến name. Những thông tin này bắt buộc chúng ta đã phải validate từ trước rồi. Đó, đây sẽ là email, đây sẽ là password. Chúng ta sẽ có phone. Đó. Được chưa? Phần gender chúng ta cũng sẽ có. Và đối với phần address này thì chúng ta có thể có hoặc không. Nên là chúng ta sẽ check như thế này. Đó. Được chưa các bạn? Rồi, ok rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ, đây là cái này dùng chung cho update và create này, cái repo này. Chúng ta sẽ có phần gì? Chúng ta sẽ có phần file. File. File cái này là luôn luôn theo ID rồi. Chúng ta sẽ chuyển ID vào. Thì chúng ta sẽ return như thế này. User file ID. Đó. Chúng ta sẽ có một phần khác nữa liên quan đến lấy dữ liệu. Chúng ta sẽ làm REST ON như thế này. Paginet, sorry. Paginet. Đó, thì đối với paginet thì anh sẽ truyền vào cái gì? Tạm thời anh sẽ truyền vào một cái limit như thế này trước đã. Được chưa? Thì thằng này nó sẽ trả về cho chúng ta cái gì? Thằng này nó sẽ trả về cho chúng ta cái user paginet như thế này. Chuyển limit vào. Tạm thời như vậy đã. Được chưa các bạn? Bây giờ quay trở lại controller user. Chúng ta dùng nó như thế nào? Chúng ta muốn dùng cái repo kia, chúng ta sẽ phải yêu nó vào đây. À, chúng ta chưa liên quan đến service, chưa thấy có phát sinh service nên anh chưa tạo nha.
Repository user repository. Đó, anh sẽ gọi vào và trong đây anh sẽ tạo ra một cái thuộc tính là user repository như thế này. Và anh sẽ có một phương thức function contract. Phương thức contract này của chúng ta nó sẽ dependent thằng này vào. Đó. Và chúng ta sẽ gọi đến user repository như thế này và truyền nó vào. Được chưa các bạn? Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi viết phần, anh sẽ tạo ra một cái collection đây nhé. Đó. Và chúng ta sẽ có một cái folder ở trong này dành cho user. Và trong user này anh sẽ tạo ra một cái request. Domain của chúng ta như thế này. Nó sẽ là API v1 user như thế này. Đó, các bạn thấy chúng ta đang có lỗi user repository ở dòng số 20. Anh sẽ lưu cái này vào lại. Đây sẽ là list user. Đó, anh sẽ chọn ở trong đây. Được chưa các bạn? Anh sẽ tạm bỏ cái này đi. Rồi, chúng ta đang có một cái lỗi cú pháp ở trong user repository này. Chúng ta quay trở lại đây. Dòng số 24. Chúng ta thiếu chấm phẩy ở đây. Được chưa? Lúc này anh quay trở lại controller. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy ra danh sách này. Public function index, chúng ta chạy thử lên đã nhé. Return response. Response ở đây sẽ trả về JSON. Đó, và ví dụ chúng ta để là status là gì này. Chúng ta trả về code là gì này. Và chúng ta trả về cái data. Anh chạy lên. Đó. Thì chúng ta được cái JSON trả về như thế này các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi nói về thằng API resource. Anh sẽ vào Laravel. Dùng API resource thì có khi thằng repository kia lại thừa. Sao có lỗi nhỉ?
Các bạn có biết lỗi gì đây em? Đúng rồi, mấy cái nhỏ nhỏ không cần phải làm repo đâu. Công ty anh lúc anh vào thấy dùng repo nhưng mà chả có ý nghĩa gì. Làm sang project tiếp theo thì bỏ. Hay nhỉ. RAM của anh hơi bị lớn đấy, có lại thiếu RAM được. Có vấn đề. Rồi, không sao. Đây, chúng ta sẽ nói về thằng API resource. Dùng thằng API resource này nó lại có một cái hạn chế. Lúc làm vào thì anh sẽ chỉ cho các bạn. Đây. Thì concept của thằng này là nó giúp cho chúng ta tạo ra được cái format API chuẩn. Đó. Đây, nó sẽ như thế này. Các bạn nhìn nhá. Anh đang định làm theo hướng của project cũ nhưng mà nhớ ra là thằng resource này thì ý nghĩa của thằng repo nó lại không cần nhiều. Thế giả sử ở đây anh muốn tạo ra một cái API resource, một cái resource cho thằng user thì anh sẽ tạo như thế này. Đó, nó sẽ sinh ra cho chúng ta một cái resource user. Nó gần như là model nhưng mà cái này nó sẽ trả về cho chúng ta dữ liệu khi mà chúng ta gọi. Đây. Nó sẽ lại sinh ra cho chúng ta một cái resource user này. Đây. Và trong đây nó sẽ trả về cho chúng ta format data của thằng user. Anh sẽ implement theo cái document này để các bạn có thể hiểu. Đây. Được chưa các bạn? Đây. Resource collection. Đó, nó có hai cái concept như này. Resource và resource collection. Thì anh sẽ dùng một cái resource này trước. Thì bản bản thân thằng resource này nó như là một cái mô đồ đó, và nó trả thằng thông tin của user có cái gì thì nó sẽ return hết về cho chúng ta những cái đó trước. Đây. Thay vì ở đây chúng ta return như thế này thì anh sẽ return nó là một cái array của user và mỗi lần nó chỉ return về một thông tin thôi, à một mảng thôi. Nó có ở đây đối số truyền vào nó sẽ là user như thế này. Anh sẽ lấy luôn thằng này đi cho nó dễ. Copy đi vì nó đang giống của chúng ta luôn. Sau đó anh sẽ sửa xong. Mỗi lần return này nó sẽ trả về một cái mảng user như thế này. Đúng như thông tin trong database đang có. Cái zip này chính là thằng user luôn. Và các bạn hoàn toàn có thể format hay là sửa bất kỳ thông tin gì ở đây nhé. Và chắc chắn là chúng ta sẽ không trả về password. Chúng ta sẽ có phone. Thì đây sẽ trả về là phone. Zip cho đến phone. Được chưa bạn? Chúng ta có gender. Thì chúng ta sẽ trả về gender. Và các bạn có thể if else ở trong này được. Đó, chúng ta có address. Anh làm một cái xong là các bạn bê đi làm cho những cái khác được ngay thôi. Address. Đây. Ok chưa các bạn? Ngoài ra chúng ta còn gì nhỉ? Anh cũng không nhớ thằng user này có thêm thông tin gì. Verify us. Cần đấy. Đây. Thì chúng ta sẽ là zip cho đến verify us. Rồi, ok, chúng ta có được cái nội dung như thế này. Thế đi cùng với thằng resource này nó sẽ có resource collection. Thì thằng resource collection nó sẽ dùng như thế nào? Anh sẽ tạo ra một cái resource collection.
resource user. User user có S các bạn ạ. Cho nó đúng chuẩn của thằng Laravel đi. Thì đây anh sẽ bỏ đi như thế này. Anh copy được tí cho tôi nhanh. Thì ở đây anh sẽ resource user trừ trừ collection đó như nhau thôi. Được chưa các bạn? Và đối với thằng user của chúng ta collection sẽ phải nằm trong thùng JSON resource collection, nó không thấy nhỉ? Muốn làm chuẩn cái mà lại không thấy đâu. Rồi, anh để tạm đây, anh sẽ tạo lại nhé. Sẽ tạo lại. Anh viết cái gì bị sai à? Rồi, thế thì anh tạo thủ công vậy. Anh sẽ có thằng collection nhưng mà nó sẽ nằm ở trong thằng đây, nó sẽ nằm đây các bạn này. Tạm collection thì collection này nó sẽ tên vào đây, cái tên từ thằng này đây xuống. Anh sẽ chạy lên này. Đối với thằng collection chúng ta sẽ làm như thế này, resource collection ở đây thì anh sẽ làm như sau này. Trong controller này đấy các bạn thấy lúc này chúng ta dùng này thì thằng Rebo nó lại đang không có quá nhiều ý nghĩa nữa. Khi mà chúng ta dùng như thế này thì thằng Rebo gần như nó đang không có ý nghĩa nhiều nữa. Bây giờ anh sẽ tạo riêng cho thằng user collection. Chỗ này không biết là Laravel lỗi hay là anh dùng sai nữa. Mà hôm nay tự nhiên lại thấy nó không sinh ra cho thằng collection. Đó, tức là thằng resource này thì dùng khi mà chúng ta sử dụng detail một cái user nào đấy. Còn thằng này, collection này sẽ là lấy ra list user đúng theo cái chuẩn ở đây. Được chưa? Thì ở đây anh sẽ trả về nó như thế này. Viết cho collection như thế này. Anh sẽ trả về một cái data collection như thế này. Đó, bây giờ chúng ta dùng nó này. Ví dụ như thằng user controller anh đang dùng ở đây như thế này thì chúng ta sẽ dùng thằng này như thế này. Đây, đầu tiên các bạn nhìn thằng lấy ra một user này. Các bạn nhìn lúc ở đây nó sử dụng này. Đây, nó truyền cái user này vào. Đó và nó return cái này. Ví dụ ở đây anh muốn sử dụng thằng collection ở trong controller này thì anh sẽ yêu như thế này. Anh sẽ yêu cái add resource như thế này.
Đây. App resource và anh sẽ truyền vào đây là user collection. Đó, được chưa các bạn? Sau đó thì anh sẽ làm gì? Sau đó thì ở đây anh sẽ trả về như thế này. New trở về user collection như thế này. Và anh sẽ truyền vào một cái gọi là user repository như thế này, nó hơi thừa. Trong user repository anh sẽ ghép thôi một cái đã. Public function để chúng ta nhìn đã. Z trở đến sorry return user tạm thời đã nhá, anh sẽ quay trở lại cái kia. Anh đang làm theo doc của Laravel đây. Nếu mà làm theo doc của Laravel thì anh lại phải viết ở đây thành mô đồ như này luôn này. Rồi anh sẽ viết theo doc viết mô đồ đây nhá, nhưng mà sau đó anh sẽ hướng các bạn theo viết theo cách này. Bởi vì sao? Cái cách này mới là cái cách đi làm sẽ dùng. Các bạn đọc ở trên doc của Laravel ấy, nhưng mà lúc mà các bạn đi làm hay làm ở project ấy, họ sẽ không làm theo doc 100% đâu, các bạn sẽ thấy viết rất khác. Chính đấy chính là vấn đề mà tại sao các bạn làm theo rất nhiều hướng dẫn ở trên internet nhưng mà các bạn vẫn khi vào project các bạn vẫn bị lúng túng. Rồi, anh cứ để tạm đây nữa nhá, thì nó sẽ như thế này. Để các bạn hiểu đã, test phát để các bạn hiểu đã. Sợ các bạn dối thôi. Thì chúng ta chỉ cần pass qua một cái thôi thì chúng ta sẽ ok thôi. Đây. Bản chất là nó lấy ra một cái, tức là bản chất của thằng user collection này này là nó sẽ lấy ra cho chúng ta một list data. Thì chúng ta thay vì lấy bằng model thì chúng ta lấy bằng repo thì cũng như vậy thôi. Thì viết repo để sau này chúng ta dùng chung cho nó dễ. Đó. Đây anh chạy lên xem có lỗi gì không này. Đó, nó chẳng khác gì cả. Đây, nó sẽ như thế này thôi. Ủa, user của chúng ta đang nhiều này cả. 1, 2, 3, 4. Đó, thì bản chất nó là như thế này. Được chưa? Đó. Thế bây giờ anh lấy theo repository thì cũng tương tự này. Thì anh không muốn dùng ra đây nữa. Các bạn đi làm rồi các bạn viết model ở ngoài controller như này nhìn nó rất là thiếu chuyên nghiệp luôn. Đấy là cái khẳng định, nếu mà các bạn làm việc trong một team mà có người viết như thế các bạn cũng sẽ thấy rất là khó chịu. Giả sử đây anh để đây thì nó cũng không khác gì cả, một cái là nó hơi hơi thừa một chút khi mà chúng ta dùng collection bởi vì dùng cái kia là đã đủ rồi. Guys, da not exist. Sorry các bạn, ở đây sẽ là zip cho đến user repository như thế này rồi mới cho đến anh cho zip luôn thì nó sẽ không được bởi vì là nó sẽ hiểu là trong cái controller này có phương thức on thì như vậy sẽ là sai. Đây. Đó, được chưa các bạn? Thì chúng ta vẫn đảm bảo được cái data format data như chúng ta quy định này là data trả về là gì này. Ok chưa? Đồng thời chúng ta sẽ quy định status ở đây. Thì trong thằng collection này nó chỉ giúp cho chúng ta một việc, đó là nó định nghĩa cho chúng ta cái format thôi. Nó định nghĩa cho chúng ta cái format. Đây, trả về chính là cái thằng này. Được chưa? Đó, và cái thằng này trả về được thì bản chất là nó lấy ở đây thôi. Gọi đi gọi lại khá nhiều chỗ. Đó, và nó sẽ trả về cho chúng ta thay vì chúng ta luôn luôn phải là respond như thế này. Respond JSON như thế này. Thì thằng resource kia nó đã xử lý cho chúng ta cái việc đó rồi. Được chưa các bạn? Đó, bây giờ anh muốn lúc mà chúng ta lấy ra danh sách nó phải là phân trang cơ. Thì anh sẽ gọi vào thằng limit này.
limit này anh sẽ để default là 15. Đó. Thì thay vì gọi là on, on anh sẽ dùng trong trường hợp khác. Thì đây anh sẽ gọi là paginate như thế này. Đó, nếu mà chúng ta không đưa gì vào thì default sẽ là 15. Đó, nó không khác gì cả. Nhưng mà data lúc này nó trả về cho chúng ta là dữ liệu có phân tra. Đây, các bạn nhìn thấy này. Đó, nó clear như này luôn. Nó sẽ có data, có link và có meta như thế này. Được chưa? Được chưa các bạn? Đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái data như thế này. Anh sẽ hút ra ngoài để chúng ta nhìn cái cho nó dễ. Chúng ta được cái format data này. Đây. Thì nó đúng như cái mà chúng ta đang đang quy định. Khi mà dùng resource ấy thì cái data này luôn luôn là một cái key trả về. Đó, và nó không phải là user hay gì cả mà nó luôn luôn là data. Thì dù cái format của các bạn đang làm cho product hay cái đó là category thì cái data cuối cùng này nó vẫn là một cái list như thế này. Đó. Ok chưa? Đối với API thì chúng cho view thì chúng ta không cần cái này. Thì chúng ta có thể unset nó đi thôi. Không cần cái này. Được chưa? Đó, meta thì giữ nguyên. Thì cái này sẽ phục vụ cho phân trang sau này. Đó, chỉ như vậy thôi. Ngoài ra chúng ta có thể thêm status vào. Status dữ liệu vào. Thì chúng ta có thể thêm ở trên status như thế này. Ở đây. Thì trong cái phần collection thì chúng ta hoàn toàn có thể truyền được vào status như thế này. 500. Default nếu mà đã chạy được vào đây trả về dữ liệu về là true thì chắc chắn status của nó đã là true rồi, và chỉ trong exception thì mới chúng ta mới có lỗi thôi. Anh sẽ chạy này. Thì đây cũng là một cách để thằng Laravel nó tạo ra cho chúng ta cái chuẩn chung thôi. Khi viết API thì nó sẽ không bị phụ thuộc vào cá nhân hay là phụ thuộc vào bất kỳ một ai trong team cả. Cứ làm đúng theo cái quy định, theo cái chuẩn của nó thì chúng ta sẽ được cái format chuẩn. Đây. Đó, ví dụ như là sau này các bạn làm sang product mà làm theo kiểu resource thì chắc chắn sẽ phải có thằng product collection và thằng product số ít như thế này. Đây là số ít mới đúng. Vì chúng ta trả về một user. Đó, thì chúng ta sẽ có user resource như thế này. Đó, còn format sẽ trả về đúng y nguyên như thế này luôn. Thì cái format ở bên này này các bạn này, bên này trả về như thế nào, nó sẽ được quyết định được cả từ bên này nữa. Anh giả sử nhé, anh chạy nó lên này. Anh có lỗi gì đó. Anh đang gặp cái lỗi gì đó. Anh chạy lại xem phải do anh vừa xóa thuộc tính nhá. Đó. ID ở đâu? User collection, user controller đây. Không có gì thay đổi mình này. Từ từ để anh xem nó đang phát sinh có một cái lỗi gì này. Lỗi này nó nằm ở trong hơi khó nhìn user resource. Anh chạy lại. Khó nhìn quá. Cái lỗi này nó đang báo lỗi liên quan đến undefined ID. Undefined ID. Chỗ nào có ID nhỉ? Đây này. User collection này. User. À rồi. Khả năng là anh vừa đổi cái này thành không S mà trước đây anh đã tạo có S, khả năng là như vậy đã. Đây.
Đó, anh chạy ra đây đã, giữ nguyên những cái đang chạy bình thường đó. Avatar luôn. Bây giờ anh bỏ đây đi thì nó cũng sẽ phải không ảnh hưởng, nó vẫn lấy ra được cái clip như này đó, được chưa? Và ở đây, đây là thông tin chi tiết khi mà chúng ta lấy ra một user, còn đây là khi mà chúng ta lấy ra danh sách, thì các bạn cứ hiểu đơn giản như vậy. Status default đây sẽ là true, còn trường hợp có lỗi thì sao? Trường hợp có lỗi và code của nó chúng ta cũng sẽ để đây. Sau này anh sẽ đưa cái HTTP code vào, tạm thời anh để 200 là đó, nó sẽ như thế này, được chưa các bạn? Và cái phần này của chúng ta, user controller này, nó sẽ là paginate đó, thì chúng ta xong được cái phần danh sách user này. Đấy, đúng những thông tin mà chúng ta cần đó. Ok chưa? Tiếp theo nhé, đối với phần các bạn build sang phần show user, anh sẽ có một phương thức là show public function show. Chúng ta sẽ có ID truyền vào như thế này. Hình như anh đang bỏ mất phương thức show ở router rồi. Đúng rồi, không đúng. Show chúng ta vẫn cần để lấy ra thông tin chi tiết của một user. Đây. Thế đối với thằng show này các bạn cũng sẽ viết đơn giản như thế này thôi. Các bạn sẽ thấy cách viết dễ hơn rất nhiều. New, anh sẽ gọi thằng user vào, resource user có s. Thì anh sẽ lấy ra được cái user như thế này. Và anh sẽ truyền zip trở đến repository, các bạn sẽ thấy nó lặp đi lặp lại. Cái cú pháp như này nó rất là dễ nhớ, file truyền ID vào như thế này, được chưa? Bây giờ anh thử chạy thằng sâu lên nhé. Anh sẽ chạy thằng sâu lên bằng cách là anh duplicate cái này lên, sau đó anh sẽ sửa tên sẽ là user detail như thế này đó, được chưa các bạn? Và đây chúng ta sẽ có truyền đi ID là 1 như thế này. Not found này. User. Anh xem lại xem cái router này nó như thế nào. Thì chúng ta sẽ xem router ở đây. Xem cái đường dẫn truyền lên ID nó như thế nào. Dashboard controller chưa tồn tại các method kia anh vừa định nghĩa lúc nãy và chúng ta chưa bỏ đi, tại vì chúng ta chưa định nghĩa những cái method này nên nó đang báo lỗi như thế này đó. Thế đối với user show này thì nó sẽ là user và truyền ID lên, thì đây sẽ là ID như này là đang đúng và chúng ta đang có lỗi. Đây, Query Builder ID chúng ta đang bị lỗi từ user controller này gọi đến file, và trong resource này chúng ta file đã có ID rồi, có người này. Anh sẽ test xem chúng ta nhận được ID hay chưa. Thì đây sẽ là respond. JSON như thế này. ID. Bằng ID. Chúng ta chạy thử nhé.
Chúng ta nhận được ID rồi này. Chúng ta xem là chúng ta get được user hay chưa. Đây, anh chạy lên đây này. Chúng ta get được user rồi. Đây, được chưa các bạn? Đó. Thì tại sao đây chúng ta lại chưa được? Thì chúng ta sẽ phải xem cái mà chúng ta đang gọi đây. Git trở về ID. Anh comment lại xem nào. Đang báo thằng ID lỗi. Chúng ta comment cái này là chúng ta chạy cái này lên. Hey, đang có lỗi các bạn ạ. Lỗi khá giống lúc trước. Lỗi này khá vô lý luôn. Chưa định nghĩa thuộc tính name trong Query Builder. Ủa? Không có name à? Chưa định nghĩa thuộc tính email food. Sao vậy? Trong builder chúng ta xem là user model user này. Chúng ta đặt vua anh sẽ kiểm tra này. Đây, cách dùng thì đơn giản như thế này. Đối với trường hợp lấy ra một này, không có gì đặc biệt. Anh đang chưa hiểu vì sao mà nó báo lỗi của anh hết như thế này. Đó. Khi mà anh định nghĩa key vào đây thì bắt đầu có lỗi. Git trở đến đây. Có lỗi luôn. Để anh sẽ xem các bạn nhé. Xem ở tháng 7 thì nó có gì update lên đây. Kỳ quất này chắc chắn là sẽ có nhiều lượt search lỗi. Rơi xuống Laravel. Anh xem anh bị sai ở đâu. Đó.
Lối đi bộ qua đường đúng không bạn nhỉ? Đây, trên chính trang Laracast nó báo này. Collection Land. Nó bảo anh chạy cái này à? Đang Autolos. Cái này không phải là cái tốt nhất. Anh đang hướng các bạn làm phần resource để nó tạo ra được cái format chung. Ý là như vậy. Có thể là anh sẽ làm với thằng user thôi để các bạn hiểu về thằng resource. Đá kiến thức về Laravel thôi. Còn sang cái kia thì anh sẽ có thể anh lại làm với Rebo để các bạn có cái nhìn với cả hai cái. Anh xem. Vì sao? Thực ra cái này anh dùng ở bản 6 rồi không vấn đề gì cả. Nó rất ok. Đây nó cũng đang báo lỗi khá là nhiều này. Resource. Undefined. Nó có vấn đề thì kể cả chúng ta làm kiểu gì cũng sẽ gặp vấn đề mà. Nothing voice. Đây này các bạn nhìn thấy này. Nó sửa này. Anh sẽ sử dụng cái này. Core của Laravel thì như thế này. Nhưng đến khi chúng ta chạy thì lại xử lý như thế này. Để xem nhé. Mapping với user. Đó. Sau đó anh sẽ chạy thử lên nhé. Comment lại này. Đó, anh lấy ra name trước đi xem sao. Lỗi nhỉ. Lỗi các bạn ạ. Đây là chịu rồi. Đây cách dùng nó đơn giản như thế này thôi. Nếu mà resource này nó bắt chúng ta phải đi định nghĩa cái fee enable trong đây thì thực sự là bất tiện, cực kỳ bất tiện. Anh sẽ chạy thử lên. Bởi vì khi chúng ta file này chúng ta đã lấy được hết dữ liệu ra rồi. Không phải lý do.
Cái này thì ngoài ý muốn của anh rồi. Bình thường chạy chỉ đơn giản như thế này thôi là đã được rồi. Đây, thì xuống con sông kia xuống. Anh sẽ thêm một thuộc tính vào trong đây. Resource user. Chạy. Lỗi này. Anh sẽ cùng các bạn đi xem chính xác cái này là nó bị sao nhé. Mình phải giải quyết dứt điểm thôi, sau đó thì rồi sau mình muốn nhảy sang phần nào cũng được. Bản thân lúc mà chúng ta ném vào trong resource ấy, nó chỉ cần là một cái object thôi. Các bạn không cần query vào server để lấy cũng được, à, vào bảng để lấy cũng được. Ném một cái object cố định nó cũng nhận. Nhưng ở đây thì đang không như vậy. Cái relationship này thì cũng chưa liên quan gì cả. Collection. Lạ quá nhỉ. Mấy cái dưới này thì chỉ là vấn đề xử lý dữ liệu để đủ ra thôi, không còn gì nữa các bạn ạ. Trời, để anh tạo lại nhé. Chờ các bạn chờ anh một chút, anh tạo lại. User resource. Đó, tạo luôn như này cho nó dễ. Sau đó thì bên này anh sẽ lấy cả cái mặt ra. Anh tạm thời lấy một cái mặt user ra như thế này. Anh xóa thằng này đi. User resource. Đó, anh sẽ dùng user resource ở trong controller này. Chả khác gì nhau cả. Chắc là vẫn lỗi vậy thôi. Nhưng mà anh sẽ thử. Thế là chứng tỏ là thằng này nó viết nắp cũng không được ổn lắm. Đó. Anh dùng như thế này thì ok, bây giờ anh sẽ định nghĩa ở đây. Chúng ta sẽ lại phải lấy lại thôi. Chúng ta có ID nào? Rõ ràng nó bảo chúng ta chỉ cần đặt tên user như thế kia là cũng được. Đúng rồi, hiện tại thì Hậu đang nhìn thấy như thế là đúng. Tức là nó đang không có gì khác nhau nhiều với cái service mà chúng ta đang dùng ở Blade View ấy. Đây, thì ở trong đây nó sẽ quy định, trong cái thằng resource nó sẽ quy định khi mà chúng ta lấy một bản ghi về thì chúng ta muốn modify là chúng ta sẽ trả về dữ liệu nào. Nó giống như kiểu là các bạn select dữ liệu ấy. Thì thằng này nó sẽ giúp chúng ta làm việc đó. Đây, đây sẽ là phone. Thay vì các bạn đi query các thứ thì các bạn sẽ select ở đây như thế này. Kiểu kiểu như vậy. Đây. Thì nó sẽ trả về một bản ghi như thế này. Lại không nhận. Khổ ghê. Anh chưa lưu. Đó, được chưa các bạn? Ok chưa? Và chúng ta có thể lấy thêm ra như là gender này. Làm cho nó chuẩn luôn đi. Rồi là address, những cái thông tin cơ bản.
rồi là gì nữa các bạn, rồi là creek, đất đất. Ở bên này chúng ta cũng sẽ có creek, đất đất. Khi làm như này thì bản chất nó sẽ chia nhỏ ra các bạn, nó sẽ chia nhỏ từng phần. Khi mà chúng ta lấy dữ liệu thì các bạn sẽ cảm thấy nó rất là dễ hiểu và dễ nhớ nữa. Đó, ok chưa? Chúng ta sẽ không lấy password ra, cái verify ad cũng có thể lấy hoặc là không. Đó, thì cái đó tùy các bạn thôi. Các bạn có thể đưa nó ra hoặc là không cũng được. Rồi, anh sẽ đi tiếp sang phần tiếp theo, đó là anh sẽ tạo thêm dữ liệu. À, thêm mới user thì chúng ta sẽ cần cái API thêm mới user. Đây sẽ là cái từ add. Update từ add như thế này. Rồi. Chúng ta sẽ tạo thêm một cái API là create user. Create thì của chúng ta sẽ là method post create user. Đó, được chưa? Anh sẽ đổi đây thành post và ở đây đường dẫn của nó sẽ như thế này. Ok chưa các bạn? Đó. Thì anh muốn cái body chính là dữ liệu mà chúng ta sẽ truyền lên ấy. Thì nó sẽ là dạng JSON như thế này. JSON này. Thì chúng ta sẽ có name. Đó, chúng ta sẽ có email. Chúng ta sẽ có phone. Chúng ta sẽ có gender. Cuối cùng là chúng ta sẽ có address. Và chắc chắn là sẽ có password nữa các bạn nhé. Đó, anh giả sử như vậy. Gender đây của chúng ta sẽ là gì? Ví dụ như là giới tính là hai đi. Access ví dụ là Hà Nội. Cái này giới tính đây là hai. Số điện thoại là một số nào đấy. Đó, ok chưa các bạn? Được chưa? Chỗ này tại sao chúng ta đã có những nhánh nháy lỗi nhỉ? À, sorry các bạn vì nó là JSON. Đó, chúng ta sẽ thêm tạm nhé, chưa validate, gọi nó lên đã. Thì chúng ta sẽ gọi lên đây như thế này. User controller. Chúng ta sẽ có một phương thức store như thế này. Ở đây của chúng ta cũng phải để trong chai két các bạn nhé. Không là sẽ có vấn đề đấy. Anh sẽ nói đến cái chai két đó sau. Các bạn nhìn thấy ở trong controller của chúng ta nó xử lý rất ngắn gọn như thế này. Đó, thì nhìn vào đây đọc nó rất là dễ. Đây. Khởi tạo thằng này, truyền thằng này vào. Thằng này là cái gì? Gọi đến thằng này. Thì vào đây các bạn đọc nó cũng dễ hơn rất là nhiều so với việc mà các bạn đọc tất cả xử lý ở trên một cái method của controller, nó đọc nó cực kỳ là khó khó nuốt. Đó, đây anh sẽ để là store, chúng ta sẽ có request.
Request như thế này. Được chưa các bạn? Chúng ta sẽ có request ở đây. Và anh sẽ return tạm cái gọi là JSON response request cho đến all. Đó. Đó, thì chúng ta submit lên như thế nào chúng ta nhận được dữ liệu như vậy. Được chưa các bạn? Được chưa? Thì đối với thằng password chúng ta sẽ xử lý default đơn giản đây như thế này. In the repository thôi nhỉ. Chúng ta sẽ mã hóa password. Trường hợp mà là nếu mà thằng này có giá trị chắc chắn là nó chẳng rơi vào trường hợp empty đâu, bởi vì chúng ta đã validate rồi, nhưng mà nó chúng ta cũng sẽ vận check để đảm bảo nó không xảy ra rủi ro. Thì chúng ta sẽ để đây là end script password. Được chưa các bạn? Mỗi lần chúng ta tạo xong được cái user này thì đây anh sẽ return trả về cái user vừa tạo. Đó, được chưa? Và ở đây anh sẽ respond về thông tin của user vừa tạo như thế này. Đây. Thì ở đây anh sẽ gọi vào như thế này các bạn. Set. Đó, và anh sẽ truyền vào như thế này. Đó, tại sao chúng ta không truyền cả cái request all? Bởi vì trong module của chúng ta đang dùng cái Go, chúng ta truyền request all vào thì đôi khi sẽ xảy ra lỗi vì nó có những cái param tạm. Này, chúng ta đang dùng cái này. Nếu chúng ta dùng finable thì ok, nhưng tại vì chúng ta đang dùng cái Go có nghĩa là chấp nhận bất kỳ cái param nào nên chúng ta sẽ không thể sử dụng được cái truyền cả cái on vào, nó sẽ rủi ro. Đây chúng ta sẽ chỉ định truyền vào cái gì, name, chúng ta request cho đến name. Đó thì đảm bảo chương trình của các bạn sẽ ok. Và anh sẽ có email, bên này sẽ là email, bên này sẽ là phone. Thì bên này sẽ là phone, bên này sẽ là address và gender. Thì đây sẽ là gender, address đây sẽ là address. Và chúng ta còn có gì nữa? Chúng ta còn có key. Ở đây sẽ là tìm nhỉ? Password. Những cái quan trọng trước. Chúng ta có thể bổ sung sau nhé. Đó, các bạn truyền như thế này. Hoặc là các bạn có thể sử dụng only và truyền thì nó không khác gì cả. Đây này. Rồi, anh sẽ làm thêm một cái. Anh sẽ viết thêm một kiểu nữa để các bạn, đó, để các bạn có thêm một cái nhìn mới về thằng này. Ví dụ only như thế này. Đó, anh chỉ lấy name này, anh chỉ lấy email này, anh chỉ lấy phone. Thì các bạn thấy cái nào ngắn gọn hơn thì các bạn có thể dùng. Anh chỉ lấy gender, anh chỉ lấy address, cuối cùng là anh chỉ lấy password thôi. Đó. Cái này để các bạn có thêm một cái nhìn nhé. Và cuối cùng anh truyền input vào.
và anh trả về như thế này. Thì các bạn có thể lựa chọn làm theo cách thứ nhất của anh hoặc là cách thứ hai. Có chứ, hôm sau anh sẽ validate, hôm nay anh sẽ tạm thời anh sẽ chạy để cho nó chạy được cái luồng thêm sửa xóa đã. Hôm sau chúng ta sẽ phân tích về thằng validate. Đây, anh chạy nó lên nhé. Xếp vào này. Xem có lỗi gì không. Đó, thì nó sẽ trả về cái user mà chúng ta vừa tạo xong. Được chưa các bạn? Đúng theo cái format này. Luôn luôn là cái key data này. Đó, thì tất cả những chỗ này chúng ta nên có một cái try catch. Nếu có exception thì sao? Xảy ra lỗi ấy. Thì sao? Chúng ta sẽ có một cái catch ở đây. Exception. Được chưa các bạn? Chúng ta sẽ sử dụng nó cho ở trên nữa. Đó, chỗ nào chúng ta cũng nên đưa cái này vào để handle lỗi, đặc biệt là những chỗ quan trọng. Phần view chúng ta cũng có. Đó, và giả sử chúng ta sẽ có một cái private format chung cho cái phần error lỗi là như thế này. Private function. Đó. Response. Exception. Sau này chúng ta sẽ viết nó vào bay, viết nó vào cái bay, sau đó chúng ta dùng. Thì thằng này nó sẽ nhận vào một cái biến lỗi như thế này. Và trong đây anh sẽ return như thế này các bạn. Return response. Đó. Cái resource kia không giải quyết được hết, chúng ta lại phải sử dụng resource này. Thì cái mã lỗi chúng ta sẽ trả về, ví dụ như là status chắc chắn là bằng fail rồi. Đó. Và chúng ta sẽ có code lỗi. Default nếu mà lỗi về code thì sẽ là 500. Chúng ta sẽ chỉnh nó bằng HTTP code sau. Anh sẽ tạm thời fix cứng ở đây đã. Chúng ta sẽ chỉnh nó ở buổi sau, hoàn thiện hơn. Và chúng ta có một cái message lỗi. Sau này các bạn có thể detect cái message lỗi này theo ngôn ngữ của hệ thống. Hiện tại thì anh sẽ lấy E cho đến get message để chúng ta biết cái lỗi đó là gì. Trong quá trình dev chúng ta điều tra thật dễ. Chúng ta dễ điều tra. Thì ở những chỗ này anh sẽ return như thế này. Thì các bạn nhìn thấy controller của các bạn có ngắn gọn không? Vẫn là cùng giải quyết bài toán thêm sửa xóa. Đây, ok chưa các bạn? Được chưa? Anh giả sử nếu có lỗi nhá, only add này. Đó, nếu mà chúng ta cố tình store gọi đến hàm only add thì hàm này không có, nên nó phải báo lỗi. Đó, ui, chúng ta đang có lỗi dòng 55 user. Đây, thiếu chấm phẩy này. Thì thằng try catch này nó sẽ phải handle được lỗi cho chúng ta để nó trả về cho chúng ta cái JSON. Đây, ở đây nó cũng sẽ phải return. Đó, nó sẽ ngắn gọn như thế này. Được chưa các bạn? Ok chưa? Chỗ này nó dài thì chúng ta có thể cho nó ngắn lại. Đó, chúng ta sẽ chạy lên này. Đó, nó sẽ handle được lỗi như thế này để các bạn nhìn, và nó rất là clear.
Sau này chính cái message này chính là hiển thị lên trên thằng Vue JS, nó sẽ nhận được và nó bật cái alert lên đấy. Lớp mình có hiểu không? Thì đối với thằng update thì cũng tương tự. Các bạn có hiểu không? Chắc chắn là các bạn sẽ phải làm lại nhé, không là sẽ dối đấy. Thì đối với thằng update này, public function, này sẽ build được cấu trúc như thế này trước đã. Thì đối với update anh cũng sẽ có request như thế này và anh sẽ có ID. Có nghĩa là gì? Chúng ta truyền lên cái ID mà cần update. Thì trong đây anh cũng sẽ lấy ra thông tin mà chúng ta cần update thôi. Đây thì các bạn hoàn toàn thể copy nguyên như thế này. Đó. Bên user repository chúng ta vẫn dùng hàm sếp này, nó không khác gì cả. Nhưng thay vì truyền input vào đây thôi thì chúng ta sẽ truyền thêm cả ID nữa. Đó, các bạn thấy đơn giản không? Đó. Và chúng ta tạo ra cái API update. User. Đó, thì đối với update thì API của nó sẽ là gì các bạn? Nó là push như thế này và chúng ta sẽ cần truyền cái ID lên, thì chúng ta nên xem lại cái list API của thằng user này. Đây, push user, chúng ta có user gọi lên như thế này. Đó, thì cái user mà chúng ta vừa lấy được để anh xem ID là bao nhiêu, chúng ta test với chính cái đó. User last is như thế này. User là 5, anh sẽ truyền lên với ID là 5. Đó, ok chưa? Ví dụ sau mỗi lần update xong thì anh sẽ lại trả về cái thông tin user mà chúng ta vừa update. Ví dụ đây anh đổi tên. Teacher. Đó, anh chạy lên nhé. Đang bị fail các bạn ạ. Vì sao vậy? Vì chúng ta đang để cái hàm only này có s mà không có cái hàm nào là hàm only có s cả. Đó, thì nó đã handle được xuống đây rồi. Anh sẽ chạy lên này. Đó, thì các bạn sẽ thấy là thông tin nó đã được update thành công và nó trả về như thế này. Được chưa các bạn? Ok chưa? Đó, thì đối với cái này chúng ta sẽ phải validate user. Chúng ta sẽ phải đi thực hiện validate user. Vậy thì đối với user chúng ta sẽ phải validate những cái gì? Thì anh cùng các bạn phân tích ở đây nhé. Trước khi làm phần này thì chúng ta sẽ nói đến validate cho user. Thì chúng ta sẽ phải validate một vài thông tin đối với name. Thì chúng ta sẽ cần là require, tức là bắt buộc nó phải nhập. Đó, chúng ta sẽ có min len không được nhỏ hơn 2. Đó, không được phép nhỏ 2 đối với name. Email thì sao? Email thì vừa phải require, vừa phải đúng format email. Được chưa? Và sao nữa? Phải đúng format này. Rồi sao nữa các bạn? Rồi nó sẽ phải là unique. Đó, với email, tức là không được trùng lặp email. Được chưa? Anh chỉ cần như thế này thôi là đủ. Còn đối với phone thì sao? Phone anh cũng bắt buộc nhập và phải định dạng là số. Đó, và phải gì nữa? Cũng phải unique. Được chưa? Đó, còn những thông tin khác chúng ta có thể bỏ trống. Chúng ta có thể bỏ trống, không bắt buộc. À sorry, password.
Bắt gót thì chúng ta muốn như thế nào? Bắt buộc phải nhập này. Rồi sao nữa? Tối thiểu là 6 ký tự. 8 đi. Đó. Rồi là phải chứa chữ hoa. Phải chứa chữ hoa. Đúng không? Phải có chữ hoa. Đó, và phải có chữ thường. Phải chứa chữ thường đó, thậm chí là các bạn bắt là phải chứa chữ số nữa thì đều làm được hết. Thì đối với phần validate này đó, phần này yên tâm, phần password thì anh sẽ xử lý cho các bạn. Đối với password này thì chúng ta sẽ nhập ra, thì trong admin thì chả cần phải nhập 2 lần đâu, vì chúng ta hoàn toàn thì đổi lại cho nó được. Đó, nhưng mà sau khi đăng ký thì chúng ta sẽ phải confirm các thứ. Thì đây là những cái phần validate cho phần thêm mới user. Chúng ta sẽ apply nó vào trong buổi sau. Ok chưa? Thì ở buổi này anh cần các bạn làm cho anh được, dựng lại cho anh được tất cả những cái mà anh đã demo cho các bạn trong buổi hôm nay. Đó. Và chạy được cho anh cái này lên. Chạy được cái này lên. Cái phần user này lên. Được chưa? Thì anh sẽ share cho các bạn cái phần này. Anh sẽ share cho các bạn cái phần link này. Để các bạn có thể import vào trong postman của các bạn, thì các bạn sẽ nhận lại được toàn bộ cái mà anh demo trong buổi hôm nay. Được chưa các bạn? Ok. Rồi, lớp mình có câu hỏi gì không? Chúng ta return thẳng ra repository, dùng response để return, response JSON để return cũng được. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái response JSON để chúng ta return ra. Nhưng mà mỗi lần chúng ta return ra, chúng ta lại phải đi tạo cái format dữ liệu đổ ra. Còn nếu mà các bạn sử dụng thằng thằng resource này thì format của nó luôn luôn giống nhau như thế này. Đó, nó luôn luôn giống như cái mà chúng ta đã làm, và chúng ta không phải mất thời gian để đi nghĩ cái format đó nữa. Tức là sau này các bạn làm sang product hay category ấy, thì format nó luôn luôn kiểu như thế này. Đó, có key là data như thế này. Thì nó tạo ra cái chuẩn chung thôi, tạo ra sự thống nhất thôi. Còn các bạn muốn làm như thế kia cũng được, thì ở phần category ấy, có thể anh sẽ làm theo cách thứ hai. Tức là chúng ta sẽ sử dụng thằng response JSON để chúng ta return thay vì dùng resource API như thế này. Ok chưa? Thì mục đích của anh, tại vì đây là training nên là mục đích của anh là để các bạn có thể nắm được nhiều hướng làm nhất có thể. Còn sau này cụ thể các bạn áp dụng nó vào thằng nào thì là tùy các bạn. Được chưa? Thằng Singleton này anh sẽ nghĩ ra case study để anh sẽ nói cho lớp mình trong thằng Laravel. Rồi, ok. Còn ai có câu hỏi nào nữa không? Ok. Nếu mà không ai hỏi gì nữa thì anh sẽ phần database, phần kho hàng chúng ta để đến cuối project được không? Nhưng mà các bạn cứ nghĩ cho anh đến bảng này này. Đó, bảng này nó gọi là bảng hóa đơn. Hóa đơn này nó sẽ có hóa, thì chúng ta sẽ làm thêm một cái tag nữa là hóa đơn nhập kho. Nhập kho.
và xuất kho. Tức là trong cái bảng này chúng ta sẽ có một cái tag là nhập và một tag là xuất. Thì khi chúng ta nhập thêm mới sản phẩm ấy, thì chúng ta sẽ phải tạo hóa đơn sản phẩm được thêm vào, thì từ hóa đơn nào và cái hóa đơn này sẽ chứa bao nhiêu danh sách sản phẩm, có nghĩa là chúng ta sẽ phải đi tạo hóa đơn trước, sau đó mỗi lần chúng ta tạo mỗi sản phẩm chúng ta sẽ phải assign vào hóa đơn đó, kiểu kiểu như vậy. Ok, anh sẽ gửi cho bạn. Anh sẽ gửi cho Hải với Khoa. Ok, vẫn còn nợ các bạn video buổi trước nữa. Thì hôm nay anh sẽ gửi cho các bạn, cho tất cả mọi người. Anh sẽ upload lên cả hai video buổi này và buổi trước. Và anh sẽ gửi cho Minh Hải với Khoa về cái database nhé. Ok, còn vấn đề gì nữa không? Có ai có câu hỏi gì nữa không? Những bạn khác thì sao? Ok, nếu mà không có ai có câu hỏi gì nữa thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây nhé. Chào các bạn.